Xin chào chị em ạ. Hiện nay công ty giúp việc tốt.vn chúng tôi đang tuyển công nhân tại Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và tại thành phố Hải Phòng để làm công việc thứ nhất đó là giúp việc theo giờ, thứ hai đó là giúp việc sáng đến tối về và thứ ba đó là giúp việc ở cùng gia đình chị em nhé. Thế còn để đăng ký đi làm thì nếu như chị em đang ở Hà Nội thì chị em đến địa chỉ phòng 2401 tòa HH1 chung cư 90 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội. Còn nếu chị em nào đang trong thành phố Hồ Chí Minh thì chị em đến địa chỉ phòng 414 số 8 Hoàng Minh Giám, phường 9, Phú Nhuận. Còn chị em nào ở thành phố Hải Phòng thì chị em đến địa chỉ số 42 ngõ 333B Văn Cao chị em nhé. Hiện nay thì công ty chúng tôi đang trực tuyển dụng vào sáng thứ 2, sáng thứ 4 và sáng thứ 6 từ 8 cho tới 11 giờ. Khi đến thì các chị liên hệ trực tiếp với một trong hai số điện thoại. Số thứ nhất là 0915214032 và số thứ hai là 0939789860 chị em nhé. Chị em hãy chia sẻ video này để nhiều chị em khác có được cái cơ hội việc làm và thu nhập ổn định chị em nhé. Chị em hãy bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của chúng tôi, đồng thời nhận được những cái tin tuyển dụng mới nhất từ phía công ty. Công ty giúp việc tốt.vn chúng tôi vô cùng biết ơn các chị em đã gắn bó lâu dài với công ty, cùng nhau vượt lên mỗi ngày. Nhờ đó công ty giúp việc tốt.vn ngày càng trở lên mạnh mẽ hơn, yêu thương hơn và biết ơn hơn.